Chào các bạn, hôm nay mình đang chuẩn bị lên đơn hàng cho ngày đầu tuần. Này là đem mình đang soạn đơn cho khách. Mình đang chuẩn bị xong đơn hàng cho khách rồi nè. Đây là đơn lẻ của bạn Thành Chứng Minh nè. Còn đây là đơn mình gửi hàng đi tỉnh cho khách lẻ. Còn giờ là các bạn đang chuẩn bị soạn hàng cho khách gửi đi xe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp các bạn vào các video tiếp theo nhé. Xin chào.